Cuộc tình của Hòa Minh Di và thiếu gia Minh Hải đã kết thúc khiến không ít người tiếc nuối, bởi hai người không chỉ có chuyện tình yêu đẹp mà còn có cậu con trai tên Bo cực đáng yêu. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng xót xa cho Hòa Minh Di vì đã hy sinh nhiều cho tình yêu, nhưng đến nay vẫn chưa được cầu hôn chính thức, chưa có một đám cưới đàng hoàng. Tuy nhiên theo chia sẻ của Hòa Minh Di thì Minh Hải đã từng hỏi cưới cô khi yêu nhau được một năm, nhưng lúc đó nữ ca sĩ chưa đồng ý. Trong một buổi livestream, Hòa Minh Di có nói, anh ấy hỏi cưới Hòa lâu rồi. Lúc hai đứa mới yêu nhau năm 2017, nhưng Hòa không đồng ý. Hòa có tâm nguyện là sinh được hai con mới tổ chức đám cưới, để các con cầm váy cho Hòa bước vào lễ đường. Quan điểm của Hòa Minh Di không giống với tuần tự các bước như yêu, cưới, sinh con truyền thống như ông bà, cha mẹ. Cô cũng khuyên các cặp đôi chỉ sống chung nếu có điều kiện vật chất ổn định. Là khi cả chị và người chị yêu đều có sự nghiệp ít nhất là có chút thành công. Là khi cả hai gia đình nội ngoại đều yêu thương hai đứa. Quan trọng hơn đó chính là có tiền để không bao giờ một trong hai phải ở nhà nấu cơm, rồi lại nghe câu, mày cứ đi làm đi rồi biết. Về việc đã chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn, Hòa Minh Di cũng giải thích rõ dưới bình luận của bài đăng thông báo chia tay. Không phải anh Hải hay gia đình nội ngoại không muốn cho Hòa một danh phận, mà do quãng thời gian anh hỏi cưới mới yêu nhau được một năm, nên Hòa chưa đồng ý. Sau đó anh sang nước ngoài thì không thay đổi tình trạng hôn nhân trong hồ sơ được, nên không đăng ký kết hôn.